nhanh gọn lẹ Kia Cerato 2018 lên đường về với anh trai tại Bình Phước. Anh đổi xe luôn, dọn hết đồ chứ anh. Đấy, muốn từ xe đời xe hạng A sang xe hạng C là rộng rãi đúng không ạ? Gia đình đông người, bù thêm có hơn 100 triệu là đổi được em Cerato 2018 bản full option rồi. À, anh trai Bình Phước trước có mua nhà em ăn trước i10, bữa nay thì xuống đổi lên, nâng đời lên. Nên là anh chị quý hàng thân yêu, khi mà mua xe bên em ăn á thì được quay đầu này, được đổi xe này, giá cả sao cho hợp lý nhất là được. Đấy. Trước anh mua em ăn chiếc i10 sedan 2020 ngoài này này anh chị này. Trước mua chiếc i10 sedan 2020, bây giờ em mới đi, hồi đó anh đi mới có hai mấy ngàn, bây giờ đi 3 vạn, nói chung đi rất là ít. Nhưng mà nhà ba đứa con, hai vợ chồng nữa mà toàn người cao thôi, cao mới to thôi, nên là bắt buộc phải đổi. Xe này thì giờ hơi chật, nên là may mắn là đấy, bán được xe lại mua được xe để phục vụ cho chị nhá. i10 sedan 2019 nhỉ anh nhỉ, con này 19 nhỉ, 19. Đây hiện tại đang là bao nhiêu ngàn đây ta? 35 ngàn. Ồ, em bán cho anh là bao nhiêu ngàn? 13 ngàn 4 ngàn. Hồi bán cho anh ấy là 13-14 ngàn, 2 năm rồi chị, tính ra lỗ có mấy chục triệu à. Xe gia đình đi anh chị thấy không ạ, mới tinh nhá. i10 sedan 2019 bản đủ. Đây anh em đang lấy đồ, hơi nhiều đồ. Xe mới tinh luôn. Vô lăng này, củ số này, chuẩn ô đô nha em ăn, khẳng định đây là chuẩn ô đô rồi, có lót sàn rồi. Lên màn hình OLED này, màn hình 9 inch này. Bản đủ 2019. Anh chị nào mình có xe cần đổi xe này, lên đời xe thì lên nhà em ăn, hỗ trợ lên đời đổi xe cho anh chị luôn. i10 sedan 2019 nhá. Đăng kiểm 1 đến tháng 1 2024. Ok. Đấy, nhanh gọn lẹ đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều, và anh chị nào mình cần mua bán, trao đổi xe thì lên em ăn, siêu thị ô tô Bình Dương nhá. Ngã ba xã đường DT 743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương. Để được phục vụ anh chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.